cuộc thi trường tinh 2019 đã chiếm được nhiều sự quan tâm của người theo dõi trong thời gian gần đây bởi hội tụ các thí sinh nhập cuộc cuộc thi chỉ là học sinh cấp 3 nhưng đều tự tin biểu thị quan điểm, tranh biện trên sóng truyền hình. Trong trận đấu thứ 3 phát sóng của trường tinh 2019 với chủ đề thí sinh dự thi các cuộc thi sắc đẹp phải có bằng đại học trở lên, năm sinh Thế Phương đến từ trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ lần trước tiên mang về số điểm tuyệt đối 30 từ ban giám khảo khi có lập luận xuất sắc trước đối thủ, được biết đây là lần trước tiên ban giám khảo cho điểm tuyệt đối trong mùa giải năm nay. Thế Phương với thần thái tự tin cùng cách thủ thỉ khoảng khoáng đã áp đảo thành viên bên đội ủng hộ. Anh chàng đã thuyết phục ban giám khảo khi dẫn chứng hình ảnh thành công của toa năm Hoa hậu Hoàng Vũ Hờ Henny và Đỗ Mỹ Linh cùng quan điểm Hoa hậu có bằng đại học tạo ra hình ảnh rập khuôn về bằng đại học trong quả của các bạn. Các bạn có thể tạo ra một Hờ Henny nhưng trong quả của chúng tôi có thể tạo ra 1.000 Hờ Henny. Với khí thế hừng hực như ngọn lửa, Thế Phương đưa ra câu chốt, việc không đòi hỏi bằng đại học truyền cảm hứng cho tất cả mọi người, không thể học vấn hay địa vị, đều có cơ hội nhập cuộc cuộc thi làm cả trường quay vỗ tay tán thưởng. Cậu bạn tự tin thuyết trình quan điểm của mình. Tiếp đến trong trận thứ 12 tứ kết phụ giữa Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ và Trung học phổ thông chuyên Ngoại ngữ vừa mới diễn ra, với chủ đề bắt buộc ra ở riêng sau 18 tuổi, có nên không? Thế Phương cũng thuyết trình quan điểm rằng chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ 40, đó là thời đại quả đang hội nhập, đang hòa nhập và tất cả mọi người đều trở thành những công dân toàn cầu. Nếu như hiện nay chúng ta đủng đỉnh tiếng, chúng ta không chịu thay đổi, không thúc đẩy chính sách này thì mọi người sẽ không bao giờ chịu thay đổi vì quả đang tạo ra và quả sẽ không kỳ vọng bất cứ ai. Và lại một lần nữa con số 1.000 thần thánh hình thành, trong quả của các bạn, tương lai Việt Nam có thể có đến 1.000 đứa trẻ thiên tài thế nhưng điều chúng ta cần hơn đó là 1.000 đứa trẻ biết cách thực sự trưởng thành. Cậu bạn chốt lại phần tranh biện của mình bằng dẫn chứng khá thuyết phục. Với mỗi màn đấu Thế Phương đều biểu thị sự thông minh, sáng sủa tạo và linh hoạt của bạn dạng thân qua việc thuyết trình các quan điểm rõ ràng, chặt chẽ. Khá thu hút khi con số 1.000 thần thánh luôn hình thành trong những câu chốt giúp cậu bạn bao quát lại phần tranh biện đầy thuyết phục của mình. Phải chăng đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên trong cách lập luận của Thế Phương? Trên fanpage, cư dân mạng tỏ ra thích thú bởi đã quen mặt với con số này đồng thời cũng comment khen ngợi quan tâm vì phong thái tự tin, chủ động của chàng trai trong cuộc thi. Con số 1.000 thần thánh một lần nữa hình thành.